Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19 để thống nhất thực hiện các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Công Thương, các hướng dẫn khi ban hành cần quy định rõ ràng cụ thể các điều kiện, đặc biệt là điều kiện để đi qua các chốt kiểm soát đối với hai trường hợp đã được cấp mã QR code và chưa được cấp mã QR code, quy định cụ thể các điều kiện, nhất là điều kiện để các phương tiện đi qua các chốt kiểm soát đối với hai trường hợp đã được cấp mã QR code và chưa được cấp mã QR code. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hợp nhất các văn bản hướng dẫn trước đây để các địa phương và các doanh nghiệp dễ thực hiện.